chào mừng quý cô chú anh chị em đã quay lại xem kênh YouTube Nhà Đất Vũ Nguyễn. Thì hôm nay sẽ review cho quý cô chú anh chị em ở khu vực xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nha. Thì ở đây thì giáp với khu dưới Cần Thơ, con đường của Nam Sông Hậu của mình ha. Thì đây là con đường Nam Sông Hậu, khu công nghiệp Đông Phú. Thì đây sẽ là đường này sẽ về hướng về Sóc Trăng, còn quay ngược qua đây thì sẽ về Cần Thơ. Thì đây về Cần Thơ chỉ là tới trung tâm Cần Thơ thì chỉ là có 10 km là tới trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì đi trong khoảng cỡ 10 phút, mười mấy phút là tới trung tâm thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Thì khu này là ở đây gần cảng Cái Cui và các công, đây là khu công nghiệp của Hòa Phú, các công ty lớn thì ở đây hết ha. Này thuộc là khu này là rất là tiềm năng phát triển. Đây là những công nghiệp lớn mà nhà công xưởng lớn của đường Nam Sông Hậu. Để quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị mình xem khu vực này ha. Thì đang ở là ở gần ở đầu đường Đông Phú, khu dân cư Đông Phú. Thì khu này khu công nghiệp gần bên, thì có những vị trí nền rất đẹp để giới thiệu cho quý cô chú anh chị em mình xem. Thì bắt đầu từ đầu đường Đông Phú này mình sẽ chạy vô để vị trí nền cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Nền thì rất đẹp, không vướng gì, không vướng cống, không vướng trụ điện. Rồi từ vị trí đầu đường mình sẽ chạy vô cho quý cô chú anh chị xem vị trí nền. Từ bản Đông Phú mình chạy vô ha, đường chính chạy vô, bắt đầu sẽ rẽ trái. Như là lòng đường bên này phải vô con đường số A nghe quý cô chú anh chị em. Vị trí nền của mình sẽ các nhà quay về hướng Đông Bắc. Lộ của mình thì 7m, lề 3m. Thì tổng con đường thì nó chỉ là khoảng 13m. Đường này sẽ có đèn đường, đèn điện đầy đủ ha. Thì quay cho quý cô chú anh chị mình xem. Khu vực này là rất tiềm năng phát triển. Thì giá cả thì sẽ nói sau. Giờ đây rồi, tới vị trí nền của mình ha.
thì nên mình không vướng cống, không vướng trụ điện, thì cũng hai bên sẽ có cây xanh. Đường này sẽ còn đi thông dài quá ha. Đường này là đường số 3. Thì khu này thì cũng có đang cất nhà rất nhiều. Ở xích đằng trước này, chỗ chiếc xe Honda này cũng là đang xây dựng cái nhà lên nè ha. Để gom lại cho quý cô chú anh chị mình xem chút xíu, chạy lại đẳng cho xem. Thì bắt đầu dân về đây cất nhà rất là đông. Thì lề của mình thì là 3 mét, lộ thì 7 mét. Thì từ đây vô trong đây là 3 mét. Thì vị trí nền của mình đã bó nền ganh gốc rất là kỹ lưỡng ha. Thì từ mấy cây trụ này sẽ qua mấy cây trụ này là 5 mét. Mặt tiền mình 5 mét ha, đã bó nền sẵn, chạy vô là 20 mét. Thì này, pháp lý thì thổ cư giấy hồng có sẵn đầy đủ. Quý cô chú anh chị nào đến thì xem và ưng ý thì mình mua bán công chứng là được ngay liền. Thì giấy tờ có sẵn hết. Thì đây bắt đầu nhà người ta đang hướng đây, thì đầu đường thì cũng nhà nhóc hết trơn ha. Đây, nhà xung quanh nhóc hết trơn. Về già thì nhà người ta cất ở thì cũng rất là đông đúc. Thì khu này ở rất là yên tĩnh luôn ha. Thoải mái. Thì sẽ quay về hướng bên đây là sẽ quay về hướng đông bắc nha quý cô chú anh chị em. Thì xin nhắc lại diện tích của mình là đường thì 7 mét, lề 3 mét, hai bên lề thì tổng diện tích đường thì 13 mét. Thì mà nền mình mặt tiền thì là 5 mét, dài 20 mét. Thì có giá là rất là ưu đãi cho quý cô chú anh chị mình. Thì để quý cô chú anh chị này xem, thì thấy có vừa ý thì đến xem và bắt đầu thương lượng với chủ ha. Thì cái này là sẽ giao dịch chính chủ. Quý cô chú anh chị nào thấy vừa ý sẽ giao dịch chính chủ ha. Giá cả thì cũng rất là tương đối rẻ. Thì quý cô chú anh chị mình cứ đến xem và sẽ đưa cho xem giá cả với chủ đầu tư. Ủa, chủ đất lộn. Rồi để chạy dài tới xe cho quý cô chú anh chị mình xem cái con đường này, khu vực người ta đang sinh sống đang cất nhà nhiều. Thì đường này cũng mới xuống cấp, thì đang chuẩn bị sửa chữa, có xe lưu đồ nó đậu ở trước đang sửa chữa nâng cấp đồ lên ha. Thì ở đây bắt đầu dân về cất nhà rất là đông đúc luôn ha. Thì nó sẽ sau lưng một con đường chính của đường Nam Sông Hậu ha quý cô chú anh chị. Đây, đây là đây thì người ta đang cất nhà. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, cảm ơn rất nhiều. Kết thúc video thì số điện thoại 0396400040. Quý cô chú anh chị em nào xem thấy có vừa ý thì giá cả là bán là 2,2 tỷ, có thương lượng mạnh. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều.